Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 6, ngày 7 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 7 tháng 10 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 âm lịch, ngày Quý Tỵ, cụ thể như sau. Trực thành, tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú, nên tránh kiện tụng và tranh chấp. Tuổi xung ngày, đình hợi, ất hợi, đình mão. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tỵ, lục hợp thân, tài mập sửu và dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng đông nam và hướng tây bắc. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi chẳng lo thiếu tiền tiêu trong ngày thứ 6 này sẽ là các tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Thìn. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 7 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, thủy khắc hòa cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Tý chưa có nhiều biến động. Người độc thân chưa có đủ can đảm để bước chân vào một mối tình mới bởi cái bóng của quá khứ vẫn còn đang ám ảnh. Với người đã có đôi có cặp, bạn cảm thấy dường như mối quan hệ giữa đôi bên đang dần trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, hãy biết quý trọng những gì mình đang có và đừng tìm thú vui bên ngoài. Hãy tìm cách hâm nóng cảm xúc của hai người. Trên phương diện công việc, Tỵ kiên khiến cho bạn trở thành một người quá đa nghi trong hôm nay. Dường như bạn chẳng đặt lòng tin vào bất cứ ai, chỉ muốn một mình làm cho xong tất cả mọi chuyện. Và việc này chính là lý do khiến cho bạn vất vả. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, hãy để quá khứ lại phía sau. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, hãy biết quý trọng những gì mình đang có. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, nên tìm cách hâm nóng cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, nên tin tưởng vào người khác nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, làm việc một mình nên rất vất vả. Con số may mắn 6, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, thiên quan tác động, người tuổi Sửu có vẻ đang tự lý tưởng hóa mọi việc. Bạn đề cao năng lực cá nhân và đôi khi đặt ra những mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Đây là lý do khiến cho bạn thường vướng vào rắc rối trong ngày này. Do đó, hãy cẩn thận khi bắt tay vào làm bất cứ nhiệm vụ gì. Đừng tỏ ra kiêu ngạo, tự cao tự đại. Bạn cần lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn và quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ hơn. Như vậy thì mới có thể nhìn nhận rõ thực tế trước mắt. May mắn, hỏa sinh thổ cho thấy chuyện tình yêu của bạn khá triển vọng trong ngày này. Nếu bạn chân thành bày tỏ với người mình thầm mến, có thể bạn sẽ nhận được một lời đồng ý. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, đưa ra những kế hoạch thiếu thực tế. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, chớ nên tự cho mình là nhất. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, hãy quan sát vấn đề kỹ càng hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, hãy bày tỏ tình cảm của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, chuyện tình cảm tiến triển tích cực. Con số may mắn 0, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tương, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, tương hình ám hại, người tuổi Dần trở nên thiếu kiên nhẫn trong ngày hôm nay. Bản mệnh làm việc gì cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong, không dành tâm huyết, bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài. Thái độ làm việc như vậy sẽ khiến cho bạn dễ mắc phải lỗi sai không đáng có. Hãy sửa đổi ngay trước khi quá muộn, nếu không bạn sẽ phải tốn thêm thời gian để khắc phục vấn đề, đồng thời làm xấu đi hình ảnh của bản thân trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Mộc sinh hỏa, nếu cảm thấy quá mệt mỏi, bạn có thể tâm sự với nửa kia của mình hoặc những người mà bạn tin tưởng. Làm vậy, dù đối phương không giúp bạn được đi nữa thì bạn cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm và có động lực hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, không nên làm việc với thái độ đối phó. Tử vi tuổi Bính Dần, Hòa, chớ bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, dễ mắc phải lỗi sai không đáng có.
Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, nửa kia luôn sẵn sàng cùng bạn vượt qua mọi khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, hãy tâm sự với người thân nhiều hơn. Con số may mắn 0, 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Mão, Mộc sinh hòa, người độc thân tuổi Mão nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò, quan tâm sẽ giúp đôi bên dần xích lại gần nhau hơn. Với những người đã lập gia đình, bạn biết cách cảm thông cho nửa kia nhiều hơn. Đôi bên cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ góp phần khiến cho mối quan hệ của hai người thêm bền vững, cùng nhau vượt qua khó khăn và chạm tay tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú, nhưng nên tránh kiện tụng và tranh chấp. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện các công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn và gặt hái được thành công như ý muốn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, hãy chủ động kéo gần khoảng cách. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, vợ chồng quan tâm và thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, sắp xếp công việc để thực hiện sao cho đúng. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, quan hệ gia đình bền vững. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, tử vi hàng ngày nhận thấy chính quan tương trợ, người tuổi Thìn luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dù khó khăn cũng không có ý định lùi bước, như vậy mà bạn được rất nhiều người tin tưởng. Với những ai đang cảm thấy nhàm chán với công việc mình đang làm, hãy tự tìm một hướng đi mới để giải quyết những nhiệm vụ quen thuộc. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được động lực, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hỏa sinh thổ, bạn muốn tìm một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Chính vì vậy mà bạn không đơn giản gật đầu với bất cứ ai. Bạn luôn cân nhắc về đối tượng của mình rất kỹ càng nên cũng tránh được nhiều tổn thương không đáng có. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, không muốn phụ thuộc vào người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, đưa ra được những quyết định đúng đắn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chính tài nâng đỡ, người tuổi Tỵ rất hợp với các công việc quản lý hay đầu tư. Bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn khiến cho tiền bạc đổ về và nhờ vậy mà túi tiền của bạn ngày càng rủng rỉnh. Bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi. Ngoài ra, bạn cũng là một người bán hàng tuyệt vời. Vì thế mà bạn luôn buôn mày bán đắt và tìm được những mối khách hàng tiềm năng. Hãy dần mở rộng quy mô làm ăn của mình, chắc chắn bạn sẽ còn phát đạt hơn nữa trong tương lai. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 12 âm lịch, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc và mắt cá ngoài chân. Bạn mệnh nên tránh mọi sự tổn thương và chạm, mổ xẻ và chấm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, đưa ra được quyết định đúng đắn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, thoải mái chi tiêu, không lo cháy túi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, tìm được những mối khách hàng tiềm năng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hãy mở rộng quy mô làm ăn của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tam hội nâng bước, người tuổi Ngọ đã bắt đầu có những cái nhìn thực tế hơn về mọi việc trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa vì cho rằng ai cũng có cái khó riêng của mình nên bạn không bao giờ ép buộc người khác. Nếu tập thể xảy ra mâu thuẫn, bạn cũng sẵn sàng là người bình tĩnh ngồi lại và trao đổi với bạn bè đồng nghiệp. Nhờ tinh thần hợp tác mà công việc tiến triển suôn sẻ hơn nhiều. Hôm nay, bạn có thể gặt hái được thành công cùng với tập thể. Trong ngày hỏa vượng này, bạn mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch
thiếu máu, bệnh về mắt, mũi. Vì thế, hãy chú ý sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn được khỏe mạnh. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim gặp nhiều điều thuận lợi trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy không bắt ép người khác nghe theo ý mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa gặt hái được thành công nhờ sự đoàn kết. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ sẵn sàng trao đổi và thảo luận với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc sức khỏe có dấu hiệu suy giảm. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Hỏa sinh thổ, người tuổi Mùi độc thân, chủ động hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Bạn cho rằng với tính cách thú vị và độc đáo của mình, người khác chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng. Người đã lập gia đình biết hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, bạn cũng không quên hỏi ý kiến của người ấy. Mối quan hệ giữa hai người khiến cho ai thấy cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất hành vào các giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc được thêm phần thuận lợi. Hôm nay, hỷ thần sẽ xuất hiện ở hướng đông nam và tài thần sẽ xuất hiện ở hướng tây bắc. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hoa hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ luôn thảo luận mọi việc với nửa kia. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc may mắn nâu, xám, quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, dưới sự thúc đẩy của nhị hợp, người tuổi Thân giữ được tinh thần chủ động, tích cực trong công việc. Hôm nay bạn có thể đưa ra những sáng kiến mới mẻ giúp cải thiện hiệu suất làm việc của cả tập thể, đem về lợi ích lâu dài. Tất nhiên bạn không phải là người toàn năng mà có thể nắm bắt mọi việc trong lòng bàn tay. Vì thế nếu gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng đừng ngại xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Quá trình này sẽ giúp bạn học thêm được những kinh nghiệm quý báu. Hỏa khắc kim, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại có dấu hiệu rạn nứt. Đừng nghi ngờ người ấy chỉ vì nghe những lời đồn đại ở bên ngoài. Bạn cần tin tưởng hơn vào đối phương và lắng nghe những điều người ấy nói trước khi đưa ra những phán xét. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy tràn đầy cảm hứng trong công việc. Tử vi tuổi Bình Thân, Hoa đưa ra được những ý kiến sáng tạo. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ hãy mạnh dạn hỏi ý kiến của mọi người. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc học hỏi được những kinh nghiệm quý giá. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim trở nên nghe theo những lời bàn gia tán vào. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hôm nay nhận thấy con đường sự nghiệp có thiên ấn nâng bước. Sự thận trọng của người tuổi Dậu đã được lãnh đạo đánh giá rất cao. Vì thế mà bạn sẽ được giao cho những công việc khó, cần đến sự tỉ mỉ và cẩn thận. Đây chính là lúc mà bạn cần khẳng định bản thân mình. Ngoài ra, những người còn trẻ tuổi sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong công việc nếu biết tận dụng tiềm năng sáng tạo của mình. Suy nghĩ của bạn dường như chẳng bị bỏ buộc bởi bất cứ điều gì, nhất là khi bạn còn đang được cấp trên tạo điều kiện để phát triển. Tiếc rằng, hỏa khắc kim trên phương diện tình cảm, bạn không nên dễ dàng nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người nào đó. Những lời chót lưỡi đầu môi không đáng tin cậy. Bạn phải để ý xem đối tượng có hành động nào thật sự quan tâm đến mình hay không. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy được lãnh đạo đánh giá cao. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ hãy tận dụng tiềm năng của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc không nên nghe theo lời ngon tiếng ngọt. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim hãy cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chính quan chỉ đường dẫn lối, giúp cho người tuổi Tuất có thể trở thành người dẫn đầu tập thể hoặc là một nhà lãnh đạo sáng giá trong ngày hôm nay. Nhiều người sẽ sẵn sàng đi theo bạn, khiến cho bạn cảm thấy vô cùng tự tin.
Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công thì bạn vẫn cần lắng nghe những lời phê bình. Những người thật sự muốn tốt cho bạn sẽ góp ý, định hướng và giúp bạn nhìn nhận mọi việc xảy ra xung quanh mình một cách chính xác hơn. Trong ngày này, vị trí của thái thần ở hướng Bắc phía trong phòng ngủ và giường ngủ của thái phụ, do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa tại đây, bởi việc làm đó có thể làm động đến thai thân, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, sẵn sàng thực hiện các kế hoạch của mình. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, công lao sẽ được gấp trên ghi nhận. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, hãy dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, quan hệ tình cảm được nhiều người ủng hộ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, có cơ hội được thăng chức tăng lương. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi Hợi có vẻ khá buồn bã và bất an trong ngày hôm nay. Bản mệnh không tin tưởng vào bản thân mình, thậm chí tự coi mình kém cỏi hơn mọi người. Chính vì vậy mà bạn chẳng dám phát biểu điều gì cả. Trên thực tế, bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Con giáp này cũng có những tài năng mà người khác không thể nào sánh được. Chỉ cần phát hiện ra điểm mạnh của mình và cố gắng hết sức theo hướng đó thì bạn sẽ thành công. Thủy khắc hòa, bạn nên quan tâm hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của người ấy. Đừng tự do làm mọi việc theo ý mình. Nếu cứ tiếp tục hành xử vô ý như hiện tại, người ấy sẽ cho rằng mình không được tôn trọng và khiến cho quan hệ đôi bên dần rạn nứt. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, công việc tiến triển không được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, không nên có những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, hãy phát hiện ra điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, chớ làm mọi việc theo ý mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, trao đổi với nửa kia nhiều hơn. Con số may mắn 9, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh lam, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 6 ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào dễ gặp nhiều may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Mão hay tuổi Thìn. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay, đó có thể là con giáp tuổi Hợi hay con giáp tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin, chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!